nghiệm PRCA giúp phát hiện sớm nguy cơ bị ung thư. Vậy khi nào cần xét nghiệm PRCA, quy trình xét nghiệm như thế nào? Xin chào quý vị khán giả. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Anh Tuấn, hiện đang công tác tại khoa ngoại vú Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất là vinh dự được chia sẻ với bạn về chủ đề đột biến gen BRCA1, BRCA2. BRCA1, BRCA2 là những cái gen có nhiệm vụ sửa lỗi các DNA trong cơ thể. Khi mà cơ thể mình có bị đột biến hai gen này thì có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý ung thư. Thường ở phụ nữ sẽ gây ra bệnh lý ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư tụy. Ở nam giới có thể là sẽ gây ra ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư tụy, và có thể là một số bệnh lý khác. Xét nghiệm BRCA là một loại xét nghiệm có thể sử dụng máu, có thể sử dụng nước bọt hoặc là mẫu mô trong niêm mạc má, thậm chí là ở cục bú của bệnh nhân mắc bệnh ung thư để tìm cái loại đột biến gen BRCA1, BRCA2, xác định cái loại đột biến này có xuất hiện ở trong cơ thể của bạn và người thân trong gia đình của bạn hay không. Từ đó có phương hướng tầm soát và điều trị thích hợp để giảm cái nguy cơ mắc bệnh lý ung thư sau này. Thì xét nghiệm đột biến BRCA giúp cho chúng ta đánh giá được cái nguy cơ mắc bệnh lý ác tính của bản thân bạn và gia đình bạn trong tương lai. Xét nghiệm đột biến BRCA là loại xét nghiệm để tìm loại đột biến với gen nhạy cảm ung thư BRCA1, BRCA2. Đây là loại xét nghiệm thường được khuyến cáo cho phụ nữ mới mắc bệnh lý ung thư vú có kèm theo các yếu tố như là tuổi chẩn đoán khi còn trẻ và tiền căn gia đình có người mắc bệnh lý ung thư vú. Khi bạn muốn xét nghiệm đột biến BRCA, trước tiên bạn cần nên đến khám tại phòng khám chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn lợi ích của xét nghiệm và những cái ảnh hưởng của xét nghiệm đối với bạn và gia đình bạn. Khi bạn có nhu cầu muốn làm xét nghiệm đột biến BRCA1, BRCA2, bạn sẽ được các bác sĩ thăm khám. Sau đó bác sĩ sẽ giải thích lợi ích của xét nghiệm đem lại, ảnh hưởng của xét nghiệm như thế nào đối với bản thân bạn và gia đình của bạn. Đầu tiên thì bạn sẽ được lấy mẫu để làm xét nghiệm. Thông thường thì sẽ là lấy mẫu máu. Ngoài ra có thể là lấy mẫu nước bọt hoặc là mẫu mô trong niêm mạc má. Mẫu mô này sẽ được gửi tới trung tâm xét nghiệm để tìm loại đột biến BRCA1, BRCA2 và thường kết quả sẽ trả về phòng khám sau 15 ngày làm việc. Thông thường khi mà bạn nhận tờ kết quả đột biến gen BRCA1, BRCA2 thì thường sẽ có những kết quả sau. Thứ nhất là dương tính với đột biến BRCA1, BRCA2, nghĩa là cơ thể bạn có mang cái loại đột biến BRCA1, BRCA2, bạn có nguy cơ mắc bệnh lý ác tính như là ung thư vú, ung thư buồng trứng và một số ung thư khác. Tuy nhiên, điều đó cũng không chắc chắn 100% là trong tương lai bạn sẽ mắc bệnh lý ung thư này. Kết quả thứ hai bạn có thể nhận được đó là âm tính với đột biến BRCA1, BRCA2. Kết quả này có nghĩa là bạn hiện tại không có mang đột biến BRCA1, BRCA2. Tuy nhiên, điều này cũng không đảm bảo rằng bạn không mắc bệnh lý ác tính trong tương lai. Thứ ba, kết quả bạn có thể nhận được đó là dương tính với một cái biến đổi không xác định. Điều này có nghĩa là cơ thể của bạn có một cái loại đột biến. Tuy nhiên, cái đột biến này không có làm tăng nguy cơ ung thư vú. Bạn vẫn nên tham gia các chương trình tầm soát phát hiện sớm bệnh lý ung thư trong tương lai. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề tiếp theo.